Hello hello, xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Huyên Linh và cũng phải thật sự là rất lâu rồi thì mình mới ra một cái video manga unboxing. Không phải là bởi vì mình quên hay là mình không đu chuyện nữa đâu mọi người ạ, mà mình vẫn đu chuyện trong âm thầm thôi và mình đợi có thời gian để có thể lên video cho mọi người cùng xem. Hy vọng rằng là mọi người sẽ yêu thích cái video này nhé. Thời gian gần đây thì mình hơi im hơi lặng tiếng một chút bởi vì cứ đến hè là mình khá là bận. Sau đấy thì mình cũng đợi những cái đơn hàng mình về để gom thành một số lượng kha khá thì mình mới lên video unboxing. Cách đây khoảng 3 tuần gì đó mình có lên một cái video manga unboxing nho nhỏ thôi và mình đã có một cái comment với mình góp ý rằng là video của mình càng ngày càng trở nên nhạt, video của mình xem chán quá, chắc là phải bỏ follow kênh thôi. Khi đọc cái comment đấy thì mình cũng cảm thấy hơi hụt hẫng một chút và cảm thấy hơi kiểu bị buồn ý. Lúc đó thì mình đã ngồi kiểm điểm lại bản thân và xem xét lại những cái video trước đây mà mình đã đăng trên kênh của mình. Sau đấy thì mình chợt nhận ra là cái nỗi buồn đấy nó đến từ việc là mình đã đọc được một cái comment nhận xét không hay về kênh của mình. Mình chợt sợ và mình cảm thấy là nếu như mọi người dần từ bỏ cái kênh YouTube của mình, không follow mình nữa và nhận xét rằng kênh của mình càng ngày càng nhạt thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? Mình phải làm hay hơn nữa, mình phải làm content thật là thú vị hơn, hay là mình cần phải edit một cách sáng tạo hơn nữa chăng? Và ngồi rất lâu thì mình chợt nhận ra rằng là từ trước đến nay khi bắt đầu xây dựng kênh YouTube của mình, chia sẻ với mọi người về niềm đam mê truyện tranh này, chia sẻ một chút về những cái vlog đời thường của mình đến mọi người, thì mình đều làm bằng tất cả những cái tâm huyết của mình, tranh thủ mọi cái thời gian rảnh để có thể ra video, lên clip. Chính vì vậy thì mình hy vọng rằng là mọi người sẽ vẫn luôn ủng hộ mình á. Và mình cũng rất là biết ơn những ai vẫn ở đây theo dõi mình, ủng hộ mình. Cho dù kênh YouTube của mình nó có hơi phát triển chậm một chút và cũng không quá hiện đại hay là cũng không quá đặc sắc so với mặt bằng chung bây giờ, dù như thế nào thì mình cũng rất là biết ơn mọi người đã xem đến đây và ủng hộ kênh của mình. Còn bây giờ thì lại quay trở lại với việc unboxing thôi nhá. Trong số truyện mà mình đã mua tuần này thì mình vẫn cứ đu những cái bộ truyện vẫn tiếp tục phát hành thôi. Chắc hẳn là mọi người cũng biết là mình đu chuyện gì rồi nếu như mọi người thường xuyên theo dõi clip của mình. Gần đây thì mình cũng đang thích một cái bộ truyện của tác giả Makoto Ojiro đến từ nhà xuất bản Kim Đồng. Đó chính là Câu lạc bộ Những kẻ mất ngủ. Cái nét vẽ nó khá là đặc trưng và nội dung cũng rất là hay nữa. Và mọi người hãy thử đu cái bộ truyện này nhé. Chỉ có giá thành là 40.000 thôi. Và trong cái bộ truyện này thì mình được tặng kèm một cái postcard rất là dễ thương nữa. Sau đó thì là Sau cơn mưa tập 6 đến từ nhà IPM. Cái bộ truyện này thì mình cũng mới đọc đến tập 4 thôi. Nội dung rất là hay nha và rất là lạ nữa. Bình thường thì mình sẽ không đu những cái bộ truyện có cái nội dung như thế này, nhưng mà đây là một cái bộ truyện mà thay đổi cái quan điểm của mình. Trong cái phiên bản này thì mình được tặng kèm một cái bookmark PVC trong. Tiếp theo đó là một cái bộ truyện mà mình phải nói là thích nhất trong cái quý này trong năm nay. Đó chính là bộ truyện Shadow House đến từ nhà Kim Đồng. Đây là một cái bộ truyện hiếm hoi, khi mà phát hành tập 1 mình đã đọc ngay lập tức và phát hành tập 2 thì mình cũng đọc ngay lập tức luôn. Kiểu mình không bị chần chừ ấy, bởi vì mình rất là tò mò cái diễn biến tiếp theo của cái bộ truyện này. Và giá thành 45.000 thì được tặng kèm một cái bookmark rất là dễ thương nha. Nét vẽ cũng như là tuyến nhân vật thật sự nó khiến cho mình rất là tò mò. Thì ai chưa đọc thì nên đu cái bộ truyện này nhé. Còn đây thì là một bộ truyện tranh Boy Love của một tác giả không quá xa lạ với chúng mình rồi đúng không? Đó chính là bộ Boy Love của Sho Harusono, Hirano và Kajiura. Trời ơi, mỗi lần đọc tên cái truyện này mình kiểu bị líu lưỡi luôn ý. Tác giả này thì đã vẽ cái bộ truyện Sasaki và Miyano chắc hẳn đã quá nổi tiếng với mọi người rồi. Và đây cũng là một cái bộ truyện mới ra đến tập 2 mình rất là thích. Mình đã mua phiên bản đặc biệt có poster. Trong cái phiên bản này thì mình được tặng kèm một cái
Đây được gọi là cái gì ta? Thật sự là mình cũng không biết gọi nó là gì nữa. Mình đã loay hoay rất là nhiều. Thì mọi người có thể comment cho mình bên dưới được biết cái này có tác dụng như thế nào nhá. Còn tiếp theo thì mình được tặng kèm một cái bookmark và một cái postcard như thế này. Và chất liệu là hơi ánh kim ngọc trai nha. Mình rất là thích cái phiên bản tập 2 này, bởi vì nó có màu xanh blue ấy. Mình là một đứa rất là mê màu xanh blue. Thế cho nên là trời ơi, rất là đẹp luôn. Còn đây thì là một combo boy love gồm hai truyện one shot khác nhau của tác giả Furuya Nagisa đến từ nhà IPM, đó chính là Năm Bực Côn và Cả Trời Biếc Xanh. Ở trong mỗi cái phiên bản này thì mình đều được tặng kèm một cái extra paper, nó như kiểu là một cái tờ ngoại truyện ý. Ngoài ra thì trong mỗi bộ truyện mình cũng đều được tặng kèm một cái postcard Ivory như thế này nữa. Và khi mà mình mua cái phiên bản combo có hai cái truyện one shot như thế này thì mình còn được tặng kèm một cái khung tranh Cả Trời Biếc Xanh cũng rất là đẹp nữa. Tiếp theo lại là một bộ truyện boy love đến từ nhà AMAC, và mình đã mua bởi vì cái bìa trông nó rất là kiểu cuốn hút ý. Đó chính là bộ Tặng Em Cành Hoa Thủy Mộc. Nhưng mà khi mà mình đọc thì mình lại không thích lắm cái nội dung này, bởi vì mình chỉ thấy cái nét vẽ phù hợp với mình thôi, chứ cái nội dung thì mình không khoái lắm. Nhưng mà không sao, đã rất lâu rồi thì cũng không mua quá nhiều truyện tranh boy love, thế cho nên đây cũng vẫn là một bộ truyện cũng khá là ok nha mọi người. Còn đây nè, nếu mà để nói là cái bộ truyện boy love mà mình thích nhất trong cái video unboxing lần này thì phải nói đến đó chính là Phía Cuối Con Đường của Haribo. Đây gần như là một cái bộ truyện webtoon đến từ Hàn Quốc ấy mọi người, và là một cái bộ truyện mình rất là thích. Mình rất là thích, mình thích cả nét vẽ lẫn nội dung hơi cầu huyết của nó nữa mọi người ạ. Mọi người nên mua nhé, nếu như ai thích những cái drama và những cái câu chuyện cổ huyết thì nên đu cái bộ truyện này, và nét vẽ cũng rất là đẹp nữa. Với giá thành hơi chát một chút, đó chính là 149.000, nhưng mà chúng mình sẽ có đâu đấy full màu 262 trang nha. Rất rất là hay, mọi người hãy nên đu cái bộ truyện này nhé. Và cuối cùng, như mọi người đã thấy rồi đấy, thì không thể thiếu box set mới ra đến từ nhà xuất bản Kim Đồng, đó chính là tuyển tập những cái bộ truyện đặc sắc nhất của tác giả Aki Irie. Đây là một cái tác giả, nếu như ai không nhớ tên thì chỉ cần nhìn nét vẽ thôi là cũng biết của bộ truyện nào rồi đúng không? Đó chính là cùng tác giả với cả bộ Ran Thế Giới Cho Tàn. Để nói về nhân duyên của mình khi mà mình đu những cái bộ truyện của tác giả này thì nó cũng buồn cười lắm. Mình thường là không thích tác giả nào, không thích bộ truyện nào đấy thì mình sẽ không đu. Thì đây, cái bộ Ran Thế Giới Cho Tàn cũng là một cái bộ truyện mà mình cảm thấy là mình không thích đu. Và phải bẵng đi một thời gian dài, khoảng một năm sau đấy, khi mình đọc những cái tập đầu tiên của tác giả này thì mình mới kiểu wow, tại sao mình lại không đu nhở? Không biết lúc đầu mình đã có cái ấn tượng gì không tốt mà mình nhất quyết không đu cái bộ này cho đến tận bây giờ nhỉ? Và khi mà đọc hết trọn bộ cái bộ Ran Thế Giới Cho Tàn thì mình đã thật sự là fan của tác giả này. Tác giả có những cái nét vẽ cũng như nội dung rất là magical, rất là đẹp. Thế cho nên khi mà tuyển tập truyện ngắn đặc sắc của tác giả được phát hành thì mình ngay lập tức phải mua luôn. Trong cái box set này thì bao gồm hai bộ truyện, đó chính là Thung Lũng Vang Vọng chỉ là one shot thôi, và một bộ Khu Vườn Xanh Thẫm bao gồm 4 tập truyện khác nhau. Mình đã chưa có thời gian để đọc đâu mọi người ạ, nhưng mà thật sự đây là một trong những cái box set mà mình rất là thích trong thời gian gần đây, bởi vì u mê tác giả rồi mà. Vài tháng trước thì mình mới mua bộ Ran Thế Giới Cho Tàn.
Thế cho nên mọi người đủ hiểu là mình thích cái tác giả này như thế nào rồi đấy. Đúng thật là kiểu ghét của nào trời trao của đấy. Phải thật sự là đọc rồi, nghiền ngẫm rồi thì mình mới thật sự biết được là mình có yêu thích hay không, đúng không? Không thể nào mà mình chỉ phán xét qua loa, qua vẻ bề ngoài được. Box set này tổng cộng bao gồm 5 tập truyện. Và trong mỗi 5 tập truyện đấy thì mình đều được tặng kèm một cái postcard rất là dễ thương. Ngoài ra thì mình cũng rất là bất ngờ khi mà mình nhìn vào trong cái box set. Ở bên trong box set mọi người cũng sẽ không làm qua loa đâu. Ở box set ở bên trong viền của cái phần bên trong box set cũng có hình ảnh nhân vật và hình ảnh của bìa truyện luôn. Rất rất là đẹp luôn ý. Kiểu mình phải wow lên. Với giá thành đâu đấy là 275.000 cho một box set gồm 5 bộ truyện này thì thật sự là quá quá là xuất sắc. Mình rất là thích. Và clip của mình trong tuần này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip của mình đến đây. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.